Em xin mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Chuyên Vụ Audio. Vâng, thưa các bác, thì hôm nay chúng em xin giới thiệu với các bác những con đẩy công suất của AV Pro. AV Pro mã là NA500. Con này công suất của nó thì là 500W trên một kênh. Đó. Và bây giờ thì em xin phép là giới thiệu chi tiết hơn về sản phẩm này. Đó, thì đầu tiên là chúng ta đánh giá về cái chế độ thiết kế. Thì đầu tiên chúng ta có thấy là hai cái tay phách của nó rất là chắc chắn nhé, rất là chắc chắn, và độ quạt thông gió rất là rộng. Đó, giúp chúng ta có thể lấy không khí mát từ bên ngoài vào các bác nhé, lấy không khí mát từ bên ngoài vào. Và đây là phím tắt mở, còn đây là kênh channel A, channel B, giúp chúng ta có thể vặn âm lượng. Đó. Thì con này thì nó có hai kênh và sản phẩm này là sản phẩm chính hãng. Chính hãng của em có thể thấy này, AV Pro. Đó, đây, đây còn đây là tem, này là tem bảo hành nhé các bác nhé, tem bảo hành sản phẩm của HM. Đó, thì đây thì em cũng đã cắm sẵn đường lưu trích ra loa và dây nguồn. Đó, và hai cái đầu dây này thì em sẽ kết nối trực tiếp này. Trực tiếp ra điện thoại này các bác này, trực tiếp ra điện thoại. Để xíu nữa thì em sẽ có thể là test cho các bác. Thì với con công suất này thì nó 500W trên một kênh thì các bác có thể là sử dụng đánh được một cặp 30 full thoải mái, căng đét đèn đẹp nhé. Đó, căng đét đèn đẹp luôn, 30-40, không phải suy nghĩ luôn. Đó, thì hai kênh của nó lên tới 1000W cơ. Thì thường loa thì nó hai con, một chiếc của nó chỉ tầm 300, hơn 300 một chút. Một kênh thôi, một chiếc thôi. Đó, thì con này thì tới 500W thì các bác có thể đánh thoải mái, không phải lo. Đó. Và bây giờ thì em sẽ giới thiệu tiếp. Thì cái nội thất của nó thì em nói thật là tem bảo hành vẫn còn nguyên, nên chúng em là không thể tháo ra cho các bác được. Đó, thế nhưng mà bên nhà máy báo với chúng em rằng là con này nó sử dụng mạch Class H. Đó, nguồn xuyến rất là to. Được chưa ạ? Đó, bác nào mà thiện chí mua, đó, đồng ý mua thì yêu cầu chúng em tháo thì em sẽ tháo cho các bác. Đó. Còn bây giờ thì cái đẩy này thì giá nó khá là nhiều, chúng em không thể là mỗi một mặt hàng là chúng em phải bỏ ra một con để chúng tháo được. Đó, thì không thể nào như thế được nha các bác nhé. Mình quá thông cảm. Đó, và bây giờ thì em sẽ test cho các bác nghe một bài nhạc. Được không ạ? Đó, test cho các bác nghe một bài nhạc. Thì đầu tiên em sẽ bật lên này. Bật lên. Công suất em vặn lên 50 luôn nhé. Đó. Bật lên 50 cho các bác này. Bây giờ thì em sẽ lấy điện thoại em test này. Test luôn cho các bác xem luôn. Chất âm nó thế nào nhé. Bé nó đánh cặp 30 kia. Cặp master audio. Đó, phía sau con JBL đấy các bác. Đó, em đánh cặp này, đánh căng đét luôn. Điện thoại của em nó cho tiếng nó hơi nhỏ, quá thông cảm nhé. Đó, mỗi một cái dòng điện thoại nó cho tiếng khác nhau. Có thể vặn căng lên cho các bạn này. Đó, các bạn thấy không? Em đang test vế trái và vế phải của đẩy nhé. Các bạn nhìn này, các cái đèn này nó sẽ chuyển nhé. Đó, thấy không? Chuyển bát liên tục nhé. Em test về trái về phải của đẩy luôn cho các bác xem. Đó. Đó, rồi nó lên cả hai nhé. Con này tiếng cực hay luôn, rất sâu và hay, giá rất là ưu đãi cho các bác. Nghe chỉ có phê thôi ạ. We'll be right back.
vi chất nha các bác nhé. Và hiện tại những cái con đẩy như thế này nó đang được bán tại Thuyền Vũ Audio. Các bác có quan tâm thì vui lòng để lại bình luận bên dưới hoặc là để lại số điện thoại thì nhân viên bên em sẽ tư vấn cho các bác, hoặc là các bác có thể gọi trực tiếp về số 0978503822 để được bên em hỗ trợ. Em cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi video của chúng em. Các bác thấy hay thì like và đăng ký kênh để được theo dõi những video tiếp theo. Em xin chào các bác.